ơi, hiện tại ở thành phố Vũng Tàu của mình thì đã cho xuống chỉ thị 15 rồi, cho nên bây giờ là người ta cho phép được ra đường, cho nên là mình cũng ra đường quay coi khung cảnh rồi nó ra làm sao để cho mọi người xem ha. Chung là cũng khá là lâu rồi là mới được xuống chỉ thị 15 đó mọi người, cũng 2 tháng mấy rồi mới được. Chiếc xe này của mình mà mấy tháng nay là chưa chưa có cho nó nổ mà thôi, chắc là mình đi chiếc xe số rồi đi cho nó dễ. Để xe số này có thể là lái một tay được, chiếc xe Sachi, chiếc xe tay côn đó thì phải lái 2 tay, mà bây giờ phải cầm camera, cho nên là đi xe số này đi cho nó tiện. Trời ơi, bỏ lâu ngày quá không đi, riết cái bánh nó sẹp lép luôn nè mọi người. Dạ mày, mình phải lấy cái ống bơm để mình bơm. Mình bơm lên cái này đi. Bây giờ mình bắt đầu lên đường nha mọi người. Camera nó cháy dư ta. Ok, chào mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem nha. Camera nãy nó mới bị trục trặc, nó cháy sáng hết luôn. Mình phải reset lại. Bây giờ sẽ quay cho mọi người cái khung cảnh ngoài đường phố vùng dịch của chỗ mình nó ra sao nha mọi người. Mình sẽ chạy đi một vòng cho mọi người xem. Thì đang quay với chế độ là 4K 30 frame. Chắc nó cũng hao pin cho nên là mình cũng quay được một lúc thôi. Mình nó là vùng biển cho nên là không có chợ gì, cũng bình thường. Tại vì những người mà đi biển vô á, có cá có tôm gì người ta đăng lên nhóm Facebook, group Facebook rồi á, là ai mua là người ta ship tới luôn. Nên ở đây cái việc mà mua hải sản đồ ăn rất là dễ dàng.
nó không ở như chỗ khác. Đường phố giờ rất là vắng rồi. Không như ngày thường là rất là đông nhau rồi. Ngày thường là đông nghẹt luôn. Tiệm điện nước rồi nè, phụ tùng bán máy móc đồ là cũng được mở cửa trở lại rồi nè. Hiện tại mình cũng không còn thấy cái chốt nào nữa. Thì nói chung là hạ xuống chỉ thị 15 rồi cũng dễ thở hơn chút. Rồi mình cũng đang lo là không biết lúc nào mà xảy ra hay là bùng dịch trở lại lại tiếp tục 16 nữa. Rất là ngán ngẩm. Không biết là rút được hay không, nó biết thử thôi. Nếu mà rút được thì mình rút 1 triệu đây để mà mua xài rồi. À rút được nha mọi người. Rút được. Camera hành trình. Đây ngân hàng làm việc ta. Ngân hàng vẫn làm việc, thấy có bảo vệ đứng trong à. Ngân hàng vẫn làm việc. Thì bây giờ mình sẽ vô tiệm tạp hóa mua đồ đi. Bán cho cái đồ cạo râu quay chú. Lấy 55 đi. Lấy đồ cạo râu quay lấy 2-3 cái gì đi. Đúng không ạ? Ok. Ok. Lấy luôn chai nước ngọt không? Chai nước ngọt. Đẹp không? Ok đúng rồi. Rồi giờ lấy luôn bịch kẹo luôn. Ok, tính tiền luôn. Sân. Rồi,
Cái chỗ cái đường này ra nè, cái đường này ra để đi thành phố Hồ Chí Minh rồi đi đi sang Bà Rịa đâu nè là không được rồi, ta chặn rồi. Giờ chỉ có đi ở trong xã rồi được thôi. Nói chung là đi vòng vòng ở khu vực mình sống thôi, chứ không có cho đi sang thị xã đâu khác. Tại bây giờ tuy là chỉ thị 15 nhưng mà nó cũng có một số cái vấn đề hạn chế mọi người. Không có được thông thả như lúc trước đâu. Hình như chỉ thị này là 15 nhưng mà kèm theo một số hạn chế. Mọi người thấy đường thì nó vắng tanh nhưng mà một đa số các cửa hàng đồ thì nó mở cửa rồi nha. Trừ những cái quán ăn mà đồ là chưa được phép hoạt động thôi. Trường học cũng chưa được à. Trường học bây giờ là cũng dạy online luôn. Trường học bây giờ là dạy online luôn. Nãy nghe cái bác thầy giáo nói là khoảng đến tháng 11 này hay gì đó là những học sinh nào phụ huynh hay gì đó là tiêm vaccine rồi á, đầy đủ rồi đó là sẽ cho đi học lại. Chứ bây giờ là chỉ học online thôi. Coi cái tiệm photo rồi có hoạt động không, tiệm sửa xe rồi là hoạt động là nhiều nhất luôn nè. Coi cái tiệm photo có hoạt động không, ủy ban như là không hoạt động rồi bác. Có hoạt động, ủy ban có hoạt động. Tiệm photo không hoạt động luôn anh. Cái đó xong chưa? À, anh cho em lấy cái sim ra trước nha. Có gì giờ nào vài bữa nó xong rồi lấy sao. Ở đây có thay màn hình Oppo được không anh? Có thì đủ rồi. Thay cái màn hình Oppo F11 là bao nhiêu anh? F11 là 900. Đúng rồi, màn viên máy là 900. Thay lấy liền luôn hay sao anh? F11 chiều đấy rồi. Tại vì sang là qua cái gì lên thay xong. Hai fan không đeo khẩu trang vô. Cú hay vậy? Cú hả? Chim cu với cú gì? Đụng chim đã rồi. Chim cu rồi hả? Cú trà không? Con này nuôi lâu chưa đó anh? 7 được hay gì? Mua á. Biết gáy chưa? Đây là con chi khỏe. Con này con trầu màu hả tức anh? Trầu màu đẹp ghê. Hai em giờ này khỏe không? Giờ này khỏe không? Giờ ra đường bịt mặt thôi chứ. Nay tao đi nhiều mà. Em đi quá sợ. Cho đi từ bữa giờ mà. Biết dầu khí biết nó có cho ra không đó. Nó em đi đường có đèn nè, ra được đó. Quải cách ly mấy tháng trời không làm được cũng quải ha. Không làm thì nghỉ làm không hả? Ừ, nghỉ làm nay 2 tháng mấy rồi mà. Dịch này sang tỉnh khó sang được nửa khoảng nữa. Tại bây giờ dịch ra cũng không có làm được á, cho nên là cũng ít người mua. Tính sang lại để mở cái khác hả? Em mệt quá. Giờ mở tập
ở trên đây thấy mở tạp hóa thấy nó có ăn hơn là làm mấy này không? Tại có mắt bé này nè, làm cũng khó nên mở tạp hóa bán thôi. Rồi, đây là nhà của ông bạn mà. Khung cảnh ở trên đây nó cũng thoáng ở dưới mình. Đây cũng được anh ơi. À, đây đi. À, tôi có mua bịch bịch kẹo mà. Ở trên như ở trên kia thấy tiệm tóc như cũng người ta cũng làm lại rồi. Dạ. Chưa ai gọi hả? Hả? Chưa ai gọi hả? Cháu tụi nay là quẩy coi gì đó, mai nó ra nó coi dàn việc sao thì... Sao không nhắn tin với thằng Quyết á, kêu thằng Quyết nó giới thiệu vô làm cho nhanh. Mốt tôi đi. Không có bằng cao đẳng đâu, vô đó dễ mà. Này khó đỡ. Nhà ông nghe nói tháng 10 này là người ta cho hoạt động lại hết luôn á. Ừ, mà Vũng Tàu mình chưa được chích hết. Quái. Các bạn chích đâu không mà Vũng Tàu mình à, hình như bữa có người chích được chích một mũi rồi đó. Sao quá mình mà, không nghe thấy bây giờ nếu mà được mở lại mà không chích là không cũng không được đi làm đúng không? Rồi. Tuy giờ đa số chích ít nhất 1 mũi hoặc 2 mũi. Còn ra dầu khí thì sao? Ra dầu khí cần chích không? Dầu khí thì ở dòng xã mình nó kiểm soát đỡ hiểu không? Còn công ty thì đủ nội rồi. Ý nói dầu khí là khỏi cần chích vẫn làm được đúng không? Còn cái công ty bao bì đạm á là thì có một bạn làm cho nó nói là nó cho ở thị xã Phú Mỹ đó thôi, hiểu không? Trong thị xã nó cho đi về, còn chỗ khác nó bắt ở lại. Còn vài bữa nửa tháng gì hả không ổn rồi mới cho về nhà hết. Dạ công ty tôi nó cũng đâu có cho mấy người ngoài Phú Mỹ đi làm đâu, bây giờ chỉ cho những người nào mà ở trong Phú Mỹ được đi làm thôi. Thấy ông ấy ông về đó Chiến á, trong đèn anh thấy ông không? Chiến ông cũng có đôi chim rồi nè, anh nuôi 2-3 con. Chiến á, anh còn làm không biết? Còn làm. Bữa ông nó mở là mà bữa ông ở lại mấy tháng rồi, nay chắc được về. Cháu đi nghe thấy anh tắm chim.